Vậy là nó exercise kìa. Tóc dài quá chừng à. Cho mẹ coi coi tóc dài cỡ nào. Quay qua. Trời ơi, tóc nó vậy đó mà nó không cho cắt. Cho mẹ cắt đi. Cắt á, mình đi mình cho mấy người người ta bị ung thư, người ta không có mọc tóc được á. Nhiều đó nó mới nhận hả? Ít hơn nó không nhận hả? 9 inches. Tối thiểu mình nhiều hơn thì tốt hơn. How about a cut of 1 inch? Có chút xíu cho ai nhận. Bella, do you want? I don't want to cut my hair. This is 8.5 inches, so... Oh, this is right there. This is how long they want it. This is how long they want. From here to here. So cut it right here. Phần nữa, cắt phần nữa. Cắt phần nữa, người ta mới nhận. Yeah, cho người ta đi. Cho mấy người ta bị ung thư á, người ta không có mọc tóc được, cái họ làm tóc họ họ cho người, okay, người đó rồi. Nó mê tóc nó quá. Xong chưa? Quét thì quét sơ cái gầm thì sáng ra khỏi cái. I will be okay with 1 inch, no more. Trời đất ơi, nó tiếc tóc của nó kìa. Cut it regularly, 1 inch.